đây lục hàng Tri Vinh Đô. Dạ, mong lát. Ở đây là cái nó ấp sức. Nó ấp sức. Mở hàng không chị bấm nó nè, bấm chưa? Bấm luôn đi. Rồi. Để đây. Ồ. Ghê quá. Họ đây đang thưởng thức. Coi nhìn nè. Chị đứng qua dính em nha. Dính em, dính tay em đi. Ồ đẹp quá ha. Mới nha. Hàng mới luôn. Có 2 đồng nữa hả? Ủa sao rẻ vậy? Mới sao ta? Không biết. Em bóc đó, đó bóc cái đó ra. Bóc ra luôn đúng không? Ai biết bài sản phẩm xuất không vậy? Bấm. Bấm sao? Bấm cái này nè, nâng lên. Em không biết. Em biết sao? Là phải xoay sao á? Cầm nó. Hai chị. Nghiên cứu hơi biết gì chị? Mua đồ mới đúng nha. Chợ mua ngàn tiện quá, thế có ngàn đồng à. Đúng rồi, mà nuôi okay. Nó ấp sức vậy. Bảo hành năm á chị. Có phiếu bảo hành luôn mới ghê. Hàng mới mà. Nhưng mà nói là có chạy đâu nha, thử phải test bây giờ cắm điện vào mới biết được. Thì cắm thôi. Nói gì ấp sức hả? Nó ấp sức vậy. Tao giá được có ngàn à, trời hên ghê á. Hên vậy giờ cắm điện mới biết được có hay.